Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và tuần này thì chúng ta sẽ chào đón đến không gian trò chuyện này một nhân vật mà khi bạn ấy chia sẻ thì chúng ta mới biết được rằng bạn ấy có chuyện gì. Còn câu chuyện bạn ấy là ai thì tùy vào sự sẵn sàng của bạn ấy để xem là bạn ấy có sẵn sàng chia sẻ hay không mọi người nhé. Chào em. Dạ, em chào chị Tony và em chào mọi người. Mình có sẵn sàng để giới thiệu bản thân mình là ai không? Hay mình chỉ mong muốn xuất hiện ở đây để được kể câu chuyện của mình thôi? Dạ, em mong muốn được kể câu chuyện của em ở đây. Điều này có nghĩa là mình sẽ không có sẵn sàng xưng tên. Dạ vâng. Thế thì cái câu chuyện mà ngày hôm nay em muốn được chia sẻ ở đây nó liên quan đến cái mối quan hệ nào trong cuộc đời của mình? Dạ, câu chuyện em chia sẻ liên quan đến người yêu cũ của em. Người yêu cũ? Dạ. Có nghĩa là đã chia tay rồi? Dạ vâng. Bây giờ em có gia đình chưa? Dạ có rồi. Vậy thì lý do gì mà mình có gia đình rồi mà ngày hôm nay ngồi đây để nói về người yêu cũ? Cái điều gì nó thôi thúc em để em phải làm cái chuyện này? Thật ra trước đó thì em chưa có cái điều gì thôi thúc em. Ngày nọ em vô tình thôi, em vô tình lên YouTube em coi được một số cái câu chuyện mà chị dẫn á. À, từ chị mà ra. Thì em thấy bản thân mình cũng có một cái câu chuyện như vậy. Và em cảm thấy là những khách mời sau khi mà người ta chia sẻ ra câu chuyện á, thì em thấy người ta nhận được một số cái lời tư vấn của chị, thì em thấy là nó rất là tích cực và nó mang cái hơi hướng mà nó làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Cho nên là em cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình cho mọi người cùng nghe. Em yên tâm, mọi cái vướng bận của các bạn nó đều được bộc bạch ở đây. Và chúng ta cũng chỉ có một cái mục tiêu duy nhất thôi, đó là sau một câu chuyện được kể thì chúng ta sẽ dọn dẹp lại những cái phần đời còn rối ren đó của mình để mình có thể đi tiếp về tương lai. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đâu với ông người yêu cũ đây? Thời điểm mới quen anh ấy hay là một cái sự kiện nào đó? Chắc bắt đầu bằng nụ hôn đầu đi. Em và ảnh thì học khác trường nhau, quen qua là một cái người bạn. Thì lúc đó là tụi em học cấp 3 á, thì ban đầu tụi em cũng nhắn tin bình thường hỏi thăm nhau thôi. Thời gian hỏi han nói chuyện, ảnh hỏi lời với em đồng ý. Và khi mà em đồng ý xong á, thì em mới biết á là trước đó ảnh cũng có thích một cái cô bạn khác, cái mối quan hệ đó đã chấm dứt rồi. Và khi ảnh ngỏ lời xong á thì ảnh nói là anh xin lỗi vì anh đã ngỏ lời như vậy, nhưng mà thật ra thì anh chưa quên được cái cô kia. Nghĩa là ảnh ngỏ lời với em rồi thì ngay lập tức ảnh tỉnh ngang luôn, ảnh sực tỉnh để ảnh nói cái điều đó, hay là qua vài ngày sau mình biết được một cái chuyện tình trước đó của ảnh, mình hỏi ảnh thì ảnh mới nói cái lời xin lỗi đó? Dạ ngay lúc đó luôn. Lúc đó cảm giác em sao? Thì cảm giác em rất là hụt hẫng và em rất là buồn á. Tại vì mình bị đem ra như là một cái gì mà để người ta tự dưng thích người ta nói, thì không thích thì người ta lại thu hồi vậy. Sau khi mà anh nói anh xin lỗi xong rồi thì chắc là không rồi. Lúc đó hai đứa lại trở về bình thường coi nhau như bạn bè thôi. Em gạt chuyện tình cảm sang một bên. Nhưng mà kiểu cái cảm giác của em vẫn còn rất là kiểu tức tối. Sau đó thì tụi em vẫn coi nhau như bạn bè bình thường, như là cái khúc mà trước cái lời tỏ tình đó xảy ra vậy. Thời gian trôi qua, thi đại học xong á, đang đợi kết quả. Thì lúc đó thì em với ảnh cũng có đi chơi với nhau. Tụi em sang nhà của một người bạn của ảnh á, chơi. Đó là em với ảnh ngồi nói chuyện riêng với nhau. Thì em thấy là nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ảnh có hôn em cũng hôn lại ảnh. Thì đó là cái nụ hôn mà đầu tiên của em. Cái mối quan hệ của hai bạn nó khác đi như thế nào sau cái lần mà chúng ta có cái nụ hôn đầu đó? Thì sau đó thì tụi em bắt đầu một mối quan hệ yêu đương chính thức luôn đó. Thì và em thấy là ảnh cũng dành tình cảm đặt vào cái mối quan hệ đó cũng rất là nhiều, và em thấy thì bản thân em cũng vậy. Bắt đầu từ đó thì tụi em một cái hành trình yêu đương diễn ra. Tụi em là mỗi đứa một nơi, thì hai đứa học đại học xa nhau, cho nên là tầm thì một tháng á tụi em mới gặp nhau được một lần. Cụ thể là hai đứa học ở đâu? Dạ, hai đứa học ở hai cái thành phố khác nhau, cách nhau tầm hơn 100 cây số. Thì cái lúc đó cái phương tiện đi lại nó cũng chưa có nhiều đó chị, cho nên là cái gặp nhau nó cũng khó. Với lại tụi em là sinh viên thì nó cũng điều kiện kinh tế nó cũng còn khó khăn á, chỉ sắp xếp được một tháng một lần là kiểu trung bình thôi, còn nhiều khi cũng sẽ hơn á, tháng rưỡi hoặc 2 tháng. Mình có tin nhau tại thời điểm đó khi mà phải yêu xa như vậy? Ban đầu thì em không có tin. Thì nên là cái lúc mà anh lên xe anh đi học đại học mà anh chưa có rời khỏi cái thành phố của tụi em luôn á, thì em đã nhắn tin em chia tay với anh luôn rồi. Là tại vì mới tiễn người ta lên xe xong. Em không có tiễn, nhưng mà hai đứa là chia tay nhau tại một cái nhà của em á. Thì anh đi lên xe thì em nhắn tin chia tay luôn. Tại vì lúc đó em cũng dễ bị tác động bởi những cái người bên ngoài á. Và cái thứ hai là cái lòng tin của em đối với anh nó không có lớn. Tình yêu của em cũng chưa có lớn, cho nên em không có tin anh. Và em cũng bị tác động bởi một số cái người bạn của em á, mà biết em với anh luôn á. Thì nói là anh cũng đào hoa rồi thế này thế kia.
thì em cũng ghim lại cái sự việc hôm bữa mà tỏ tình em á. Thì em cũng thấy là chắc là như vậy cũng đúng, thế mình cho anh lên đường luôn. Thì anh rất là buồn, anh nói là anh đã đặt cái niềm tin vào cái mối quan hệ này rất là nhiều, nhưng mà anh lên xe anh chưa có kịp rời thành phố nữa mà anh đã nhận được cái tin nhắn đó rồi. Đó, cho nên là anh cũng thấy rất là buồn, nhưng mà sao anh cũng không có xác định là hai đứa chia tay, và anh cũng nói là thôi mình cứ tiếp tục cố gắng và mình cứ duy trì mối quan hệ này đó thôi. Đó, thì em cũng không có nói gì, thì em cũng để cho nó tiếp diễn như vậy. Kéo dài bao nhiêu năm cái việc yêu xa như vậy? Kéo dài thêm 5 năm yêu xa suốt thời gian 5 năm như vậy. Có cái biến động nào mà mình cảm thấy là thực sự trong thời gian yêu xa đó nó làm cho mình cho là đó, yêu xa, chính vì yêu xa nên có những lần nó rất là khủng hoảng? Khủng hoảng thì có rất là nhiều lần, và không có vì những cái lần khủng hoảng đó mà em bị mất niềm tin, nhưng mà kiểu niềm tin nó càng ngày nó càng thắt chặt hơn, nên tại vì tình yêu của anh làm cho em rất là lớn. Cụ thể anh làm gì cho mình? Em chỉ kể những cái việc mà nó lớn thôi chị ha. Cái việc đầu tiên là tính em thì em lúc đó em còn con nít á, với lại em cũng rất là hay ghen. Mặc dù em biết là anh không có làm gì có lỗi với em hết, nhưng mà em vẫn ghen. Đó là cái tính em nó cũng con nít như vậy. Thì cái lúc đó là anh cũng khá là đẹp trai, anh chơi cũng rất là được, cho nên là anh có nhiều cái mối quan hệ á. Bạn trai cũng có, bạn gái cũng có, cho nên là anh cũng hay đi chơi. Em thì em thường nội tâm hơn á, em không có hướng ngoại như ảnh, cho nên là em sẽ có ít mối quan hệ hơn. Thì nhiều khi anh đi đâu đó thì anh cũng anh đi chơi này kia, kiểu mình ích kỷ đó chị, mình cũng không có muốn mà cho anh đi chơi nhiều á, chơi với những bạn gái đó mà. Mặc dù là trai có gái có, nhưng mà em nghe anh đi chơi thì em cũng không có kiểu vui vẻ trong lòng lắm, với lại mình đang yêu xa nữa. Đó là tại sao mình lại ở nhà mình buồn, mình nhớ người yêu và người ta cũng đi chơi bay nhảy vui vẻ như vậy, thì em cũng không có đồng ý những cái mối quan hệ đó. Lúc đó là anh đi chúc mừng sinh nhật của ảnh với một số cái người bạn đó, thì anh không có nói cho em biết. Mặc dù là đi rất là đông, đi cho anh nam lẫn nữ đi rất là đông. Xong rồi vô tình một hai cô bạn đó là đăng hình sinh nhật lên, thì tự nhiên đăng lên một cái là em thấy ngay luôn. Mà tính em thì thường mỗi lần mà em giận ảnh hay là hai đứa có chuyện gì thì em thường là cái người im lặng, không có nói gì hết. Đăng hình lên một cái là ảnh bảo anh nhắn tin cho em liền. Mặc dù đã đăng hình bên Funa Facebook á, nhưng mà anh sẽ vào cái Zalo nhắn tin cho em, sẽ anh gọi thôi, anh gọi em thôi. Anh thấy em im lặng luôn là hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tại vì trước đó cũng rất là nhiều lần rồi em im lặng á, cho nên là anh biết chuyện gì xảy ra thì anh cứ nói anh giải thích này kia thôi, thì em vẫn chỉ im lặng như vậy thôi. Thì sau cái lần đó thì anh cũng thu xếp anh về với em. Cái lần đó anh về xong rồi anh vào cái phòng trọ của em á, thì lúc đó em ở thêm với một người nữa, thì anh có nhắn tin với cái người đó là giúp ảnh. Xong rồi anh vào cái phòng trọ của em, anh trang trí cái gì hoa rồi nến rồi xin lỗi em á. Cái lúc đó là em đi lên ngoài về, em đâu có biết là có ai chọn đâu. Thì em mở cái cửa ra thì em rất là bất ngờ vì cái từ chuẩn bị của ảnh. Xong rồi đột nhiên từ cái gầm bàn một người xuất hiện, em rất là sợ, em rất là hoảng sợ á. Thì đó là ảnh, và thì em mới biết là lúc này là chuyện gì xảy ra. Cái lúc đó thì ảnh cũng giải thích là anh không có gì với người ta hết rồi, chỉ là đi chúc mừng sinh nhật thôi. Thì tất nhiên là em biết là tất nhiên anh không có gì rồi, nhưng mà em hay lồng lộn lên rồi em làm cho đã cái nư em vậy thôi. Đó. Thì sau đó hai đứa nói chuyện với nhau thì mọi việc cũng êm xuôi. Có nghĩa là nếu như có một cái lấn cấn gì đó thì anh rất là quyết liệt, anh rất là thực tâm để chứng minh rằng là anh dành cái sự ưu tiên cho mình. Yeah. Cho nên là những cái lỗi lầm hoặc là những cái lần mà lấn cấn như vậy là mình đều cho qua. Mình bồi cái niềm tin vào cái mối quan hệ này rất là lớn. Yeah. Thế thì có cái lần nào mà nói lời chia tay nữa không trong suốt thời gian yêu xa? Rất là nhiều luôn á chị. Rất là nhiều. Em không, anh không có nói. Có từ đầu đến cuối là chỉ có em nói không? Dạ đúng rồi. Có khi nào mình giật mình cảm thấy rằng là mình nói như vậy là một điều nó không có ổn không? Dạ có, em cũng có nhận thức được nói nhiều như vậy nó không có ổn, nhưng mà em không có tiết chế lại được, em không có làm chủ được á. Có khi nào mà em nói mà ảnh quá mệt mỏi để phải đi năn nỉ, để phải chứng minh, và ảnh kiểu như ảnh cũng im lặng luôn với cái điều mà em đề nghị là thôi chia tay đi? Dạ có một lần. Có một lần thì em nghĩ cái lần đó là ảnh, nhưng mà ảnh chịu đựng quá nhiều rồi, anh cũng mệt lắm rồi. Lúc đó là tầm 4 năm mấy rồi. Cái lúc đó thì công việc học hành của ảnh cũng là rất là áp lực. Nói về công việc của em cũng vậy, với lại em cũng mới ra trường á, em cũng chưa có công việc ổn định, cho nên em cũng áp lực á. Cho nên là cái lần đó thì em không nhớ là cái lần đó là mấu chốt là cái việc gì, nhưng mà cái lần đó em cũng nói chia tay, xong rồi ảnh mệt mỏi quá hay sao đó. Xong rồi ảnh nói thôi đại khái là tùy em hay là sao đó đó. Anh cũng không có to quan tâm em như trước nữa, anh không có quyết liệt như trước nữa.
đó, anh cũng không có bè với em nữa luôn. Đó, thì lúc đó thì em cảm thấy là kiểu cái lần đầu tiên như vậy mà, nên em cảm thấy mọi việc nó kiểu nó sụp đổ, rồi em cũng rất là tuyệt vọng, em cũng rất là buồn luôn. Thì hai đứa cứ ai sống cuộc sống của người đó thôi, tức là vẫn có hỏi thăm, quan tâm hỏi han nhau, nhưng mà kiểu như là nó cho nó có cái lề vậy thôi á, chứ cũng không có phải là thấm thiết hay là quan tâm nhau thật sự. Em cũng lo việc em, ảnh cũng lo việc ảnh, khoảng tầm 1-2 tuần gì đó em cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Em cảm thấy mình không thể tiếp tục mối quan hệ mà người yêu mình không có quan tâm tới mình như vậy. Xong rồi em gửi một cái email cho ảnh. Em hiểu sao lúc đó em gửi email cho ảnh nữa mà em không có nhắn tin. Em gửi một cái email rất là dài, đại khái email đó gọi là: nếu mà anh yêu em thì anh hãy là anh như trước á, chứ anh đừng có đối xử với em như vậy. Đại khái cái email của em là như vậy đó. Thì anh nhận được cái email đó xong rồi anh đồng ý. Thường anh buồn á thì anh hay đi nhậu với bạn. Đó, thì anh nói là hôm nay anh đi nhậu với mấy thằng bạn rồi gì đó, rồi ngày mai là anh sẽ trở về là anh của em như ngày xưa. Thì đúng thật là ngày bắt đầu từ cái ngày mai thì tụi em tiếp tục mối quan hệ như bình thường. Bắt đầu sang năm thứ 6 á, em rời cái thành phố mà em ở và em vào đây, em tiếp tục cái công việc của mình. Thì lúc đó là không còn yêu xa 100 cây số nữa mà nó nhân lên rất là nhiều lần. Thì sau đó thì em vào đây xong thì em cũng là một mình ở đây thôi. Nói chung vẫn tiếp tục yêu xa và còn xa hơn nữa, và cái cơ hội gặp nhau nó cũng còn ít hơn nữa. Em vào đây em tiếp tục công việc, còn anh thì anh vẫn tiếp tục cái công việc học của mình. Cho nên là giữa hai đứa nó cũng có một cái khoảng cách, là một người đi làm và một người đi học đó. Thì em cũng lo rất là nhiều thứ bộn bề, và cái việc học của anh cũng vậy. Sau đó là em vào đây thì em được một người bạn làm chung chỗ đó là giới thiệu cho em một cái người bạn trai á, người yêu cũ của em á. Anh cũng rất là ít vốn sống, ít trải nghiệm, cho nên là anh không có thể là thích share cho em trong những cái vấn đề về ứng xử này, hay là đi làm hay là sao đó. Nhưng mà cái người bạn kia á thì người ta có nhiều trải nghiệm hơn, người ta có nhiều vốn sống hơn, cho nên em cảm thấy là em được quan tâm, em được chia sẻ và em được tư vấn rất là nhiều. Xong rồi em và cái người bạn đó thì hai đứa cũng tìm hiểu nhau, nhưng mà trong lúc tìm hiểu nhau thì người yêu em vẫn biết, em vẫn nói cho anh biết. Em nói theo kiểu nào? Tức là tính em là từ trước giờ á là em không có nói dối ảnh việc gì hết, ngay cả những cái việc mà có ai để ý em hay có ai thích em thì em cũng nói cho ảnh hết luôn. Thì đó cũng là một cái điểm mình níu giữ anh lại khi mà em với anh yêu xa và anh tham nhận với em như vậy á. Đó, tức là em sẽ nói hết sự thật cho anh biết luôn, là em vào đây là có một người bạn đó giới thiệu em vậy nè. Tại vì em cũng lỡ nói với người ta là em đi có người yêu rồi, em cũng không biết tại sao em nói như vậy. Anh cũng muốn buồn chứ, anh nói là tại sao em nói như vậy. Mình cũng đang yêu nhau mà, nếu như mà em tiếp xúc với người ta nhiều á, anh nghĩ là mối quan hệ của mình sẽ có vấn đề, cho nên là em hay hạn chế tiếp xúc với người ta đi. Xong rồi thì em đâu có thể là tiếp xúc với người ta lại được đâu. Thì em mỗi tối mà em đi chơi với người ta thì em về em cũng kể với ảnh, em làm gì em cũng kể với ảnh hết. Với mong muốn gì? Em không có muốn là mình giấu giếm ảnh cái điều đó thôi. Tại vì em cảm thấy như vậy thì em rất là tệ. Tại vì mình cái việc em làm là em đã tệ rồi, mà nếu như em giấu ảnh thì em sẽ cảm thấy em tệ hơn. Vậy thì khi em kể cho anh nghe thì em chờ đợi cái chuyện bớt tệ hơn ở chỗ nào? Bớt tệ hơn là em không có lừa dối ảnh thôi. Nhưng mà em đang chà đạp tình yêu của người ta. Thế thì khi mà bạn ấy đề nghị là em bớt gặp người ta đi, nhưng mà em vẫn không làm cái chuyện đó được, em vẫn không bớt gặp, em vẫn cứ kể những lần em gặp, thì phản ứng sau đó nữa của bạn này cái gì? Bạn ấy nghe thôi chị, anh nghe rồi anh cũng muốn là anh nghe để anh hiểu là em cần cái gì, để anh có thể là trở thành một cái vai trò nó tốt hơn với em. Một thời gian sau tầm mấy tháng đó thì anh vào đây anh có làm ở đây luôn, mặc dù anh vẫn chưa có học xong mà anh vẫn vào đây anh làm. Khi đó thì tụi em vẫn tiếp tục cái mối quan hệ. Em cũng có quen cái bạn bên kia, thì em cũng có nói với ảnh, nhưng mà em không biết là diễn biến tình cảm của em khi đó như thế nào. Mà lúc đó là em không có còn thích ảnh nữa, cái người bạn trai cũ của em nữa, mà em hướng về cái bạn kia hơn và em tập trung cho cái bạn kia rất là nhiều. Lúc đó thì em cũng không có gặp người bạn trai của em nhiều, thì ảnh cũng biết điều đó. Rồi cuối cùng là cứ như vậy mà xa. Và một cái sự kiện là ảnh phải buộc phải rời cái thành phố này, có cái giấy triệu tập mà đi nghĩa vụ quân sự đó, thì buộc lòng anh phải về anh đi. Trước khi đi thì anh cũng có hẹn gặp em cũng có gặp ảnh, thì anh cũng đưa cho em những cái thứ kỷ niệm của hai đứa, anh nói là giữ giúp ảnh cho anh về anh đi. Nhưng mà em cũng có nói với anh một câu là em không biết làm sao thì em có cảm giác anh không có đi đâu, và anh về anh không có đi thiệt, thì em không biết có cái thay đổi gì đó hay sao đó, thì em không có rõ cái việc đó. Nhưng mà sau đó thì anh không có đi, và anh từ đó thì anh ở quê luôn. Lúc anh ở quê thì anh vẫn hay hỏi thăm em, anh vẫn dõi theo em, anh vẫn có công việc ở quê, nhưng mà anh vẫn dõi theo cái cuộc sống của em. Và mình vẫn cứ duy trì liên lạc đều đặn với bạn ấy? Dạ không, không có duy trì liên lạc đều đặn nữa. Và lúc đó là em tập trung cho cái mối quan hệ mới của em á. Cho nên là lâu lâu anh hỏi thì mình sẽ nhắn hỏi thăm sức khỏe nhau vài câu thôi. Tại vì em biết á là anh chưa có quên được em. Nếu như mà em còn tiếp tục nói chuyện với anh nhiều á, đó, thì cái hình bóng mình nó quá lớn và nó không có thể xóa trong cái tâm trí ảnh.
và em rất là hạn chế nói chuyện. Vậy thì vì cái điều gì mà đối với em cái mối quan hệ này nó vẫn còn lấn cấn ở trong lòng của em? Em có cảm thấy em có lỗi với cả hai người không? Dạ có, nhưng mà em có lỗi với bạn yêu cũ nhiều hơn. Những cái lỗi mà em tự nhận thấy nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chính bản thân em. Thứ nhất là em không có nói những cái lời yêu thương mà thật lòng mình với ảnh, mặc dù là tình cảm mình dành cho người ta rất là nhiều đó. Cái thứ hai là mình cũng ích kỷ với ảnh đó. Đó. Và cái thứ ba là tại sao là ảnh cố gắng nhiều như vậy mà mình lại không có cố gắng được như ảnh để mình đưa cái mối quan hệ này nó tới nơi tới chốn. Em sinh con chưa? Dạ rồi chị. Con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ hơn 1 tuổi. Cái cảm giác dây dứt này nó đến sau đám cưới của em hay là trước đám cưới của em? Dạ sau. Nếu như bây giờ để tự trung thực với bản thân mình thì em nghĩ lý do nó ở đâu? Chắc là do cuộc hôn nhân của em. Do mình ở trong vai trò một người vợ, mình thấy rằng là hôn nhân nó không có vui giống như tình yêu. Khi mà mình đã ở trong vai trò của một người vợ, mình nhận ra rằng là ở cái người chồng của mình, thật ra mình cũng phải có một cái phận sự nhất định với ảnh. Chứ nó không có đơn thuần là cái việc là mình được support, mình được hỗ trợ, mình được bảo ban giống như trong cái mối quan hệ mới quen trước đây. Đó là khi cơm áo gạo tiền nó bủa vây em và em nhớ lại một cái khoảng thời gian son trẻ. Đó là khi em sinh con em ra trong một cái giai đoạn rất là mẫn cảm của cái người phụ nữ sau sinh. Thì em dễ hoài niệm về những cái điều mà lúc mình chưa vướng mận chồng con. Và lúc này là cái lúc mà em mới bắt đầu cảm thấy rằng cái mối quan hệ trước đây nó có giá trị. Mà tại sao trước đây nó lại có giá trị trong hoàn cảnh này? Bởi vì mối quan hệ đó trước đó em không cần phải lo nghĩ nhiều. Em được phục vụ, em được chiều chuộng, em được thuận ý. Bây giờ tất cả những cái điều đó nó không có. Đó là vấn đề thật sự của em, không phải là dây dứt với người yêu cũ. Bản chất là bởi vì em muốn được sống một cái cuộc sống mà ở đó cái quyền lợi của em nó phải được chăm chút. Và cái giai đoạn mà em được trải nghiệm cái điều đó, nó rơi vào đúng cái giai đoạn mà em có với người yêu cũ. Cho nên bây giờ để nghĩ về cái cảm giác đó thì đương nhiên em phải nghĩ về cái người đó rồi. Và em lại gọi tên nó là mình dây dứt quá, mình hối hận quá. Thì thực ra cảm giác dây dứt hối hận có không? Có. Nhưng mà cái gì nó đẩy em về cái cảm giác đó thì rõ ràng vẫn làm những cái điều không hài lòng. Cái cuộc sống hôn nhân nó đòi em phải có nhiều trách nhiệm hơn, em cũng phải bớt ích kỷ hơn, em không thể là em của trước đây. Cho nên em thèm cái cảm giác là mình của trước đây, là mình của cái người mà được chiều chuộng ấy. Là về bản chất em đang hoài vọng về cái thời gian tuổi trẻ đó, chứ không phải là vì em cảm thấy dây dứt với người yêu cũ đâu. Có phải thực sự từ ngày mình sinh con ra đến bây giờ mình nghĩ nhiều về kỷ niệm không? Em hiểu tại sao nó vậy không? Một ngày 24 giờ của em hiện nay nó như thế nào? Thì em đi làm từ sáng tới tối, gần tối. Xong em về em chơi với con một chút. Thì con đi ngủ xong thì em tiếp tục công việc của em. Thì thường thì hai vợ chồng sẽ có rất là ít thời gian với nhau á. Hỏi thì chồng có còn chiều chuộng mình giống như trước đây không? Dạ ít hơn chị. Chồng có hay cáu gắt với mình không? Dạ có. Mà bỗng nhiên mình cũng phải thay đổi nhiều. Để vì quyền lợi của con hoặc là vì quyền lợi của gia đình chung. Tất cả những điều đó nó làm cho em cảm thấy căng thẳng, áp lực, khó chịu. Hôn nhân mà là hôn nhân thì nó có những cái đặc thù rất là khác. Mà nếu như không hiểu rõ cuộc chơi thì lúc này là rối ren lên tiếng. Thực ra em muốn giải quyết cái chỗ nào trong cái mối quan hệ đó? Thì em muốn giải quyết là tại sao em lại cảm thấy như vậy á. Và em muốn thoát ra khỏi cái việc đó. Em chỉ muốn nói xin lỗi ảnh thôi. Và em muốn là ảnh sẽ sống thật là tốt. Anh có gia đình chưa? Dạ anh có. Cho nên là em rất là sợ ảnh hưởng đến gia đình của anh. Cho nên là em cũng nhờ chương trình là có thể là làm cho em tối nhất có thể, để gia đình anh không có nhận ra em. Anh có gia đình từ khi nào? Dạ thì cũng em cũng không có nhớ, nhưng mà cũng mấy tháng gần đây. Dạ chắc gần đây. Em có nhận ra là chính cái việc anh có gia đình nó là một cái cú sốc đối với em không? Cái cú sốc đó không có nghĩa là việc là mình ngỡ ngàng đâu, mà là mình biết chắc chắn rằng là cái người này không còn ở đó, họ không còn độc thân để mà mình được gọi là mình được chìm đắm trong một cái vị thế người yêu cũ mà đã từng được chiều chuộng rất là lâu. Đôi khi việc người yêu cũ của em ảnh quyết định đến một cách chính thức với một mối quan hệ mới, nó cũng là một cái điều làm cho em hiểu rằng là mình là mình mà ảnh là ảnh. Cái hoài vọng về cái quá khứ nó chỉ là quá khứ thôi. Nó cũng là một cái tác động để làm cho em cảm thấy càng có cái sự dây dứt. Và nếu như em hỏi thật lòng với cái câu là vì sao em như vậy á, thì bởi vì đơn giản là cuộc hôn nhân của em bây giờ nó không ổn. Nó không ổn không có nghĩa là ai có lỗi hết, mà có thể là các bạn chưa có kịp thời để biết cách xây cái cuộc sống chung thôi. Tại vì cái năng lực xây dựng hôn nhân không phải đẻ ra là chúng ta có liền mà. Chính vì thế cho nên em bắt đầu nghĩ về những tháng ngày mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Mình ở đó mình chỉ được quan tâm, mình chỉ được chiều chuộng.
không cần có trách nhiệm. Thì mình phải hiểu cái cảm giác đó nó đến từ cái áp lực của hiện tại. Song song với cái việc em nói một cái lời xin lỗi để đóng lại quá khứ thì nó cũng tốt. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ mình phải giải quyết được cái vấn đề ở hiện tại của mình, thì mình mới khóa cửa được cái quá khứ đó lại. Vậy thì em với chồng em sẽ phải có những cái trao đổi với nhau để hiểu rằng là bây giờ cái cuộc sống chung này nó nên như thế nào để cả hai đều hạnh phúc. Mỗi đứa sẽ đổi từ từ, thì em phải tập trung cho cái mình đang có. Nên là đối thoại vợ chồng, đó là cảm xúc yêu đương, đó là một cái thiện chí xây dựng hôn nhân. Em đánh giá thiện chí xây dựng hôn nhân của chồng em cao không? Cao. Nếu thang đến 10 thì anh xây dựng tầm 7-8. Vậy thì cái điều gì ở ảnh bây giờ mà mình cảm thấy là mình có sự thất vọng? Em cảm thấy là anh không có giao tiếp được nhiều với em như trước, anh không có hiểu em nhiều như trước. Khoảng thời gian tụi em dành cho nhau thì hầu như nó không có. Thường là tụi em chỉ quan tâm con mà nhiều hơn. Đó là lúc mà người ta nhớ lại mối tình đầu, mối tình cũ, nhớ lại thời son trẻ, nhớ lại những lúc mà chỉ có tình yêu thôi, chẳng có gì. Người ta không tự dưng hiểu được đâu. Mình sẽ phải đưa ra những cái quy định, những cái chia sẻ. Tại vì em đã đánh giá chồng em ở thang điểm 7-8 mà, thì chị nghĩ là mình cứ tận tụy mình nói cái điều đó với chồng. Vấn đề như chị nói là không phải vì em còn yêu người yêu cũ, hay là cái nỗi dây dứt của em nó lớn đến cái mức mà em phải cần nối lại, mà cái sự dây dứt hiện giờ em đang có là bởi vì em đang bước hụt trên hôn nhân của em. Chứ nếu như hôn nhân của em nó bằng đi, nó vẫn là những cái con đường rất là dễ bước mà em không bị hụt chân, thì em đâu có quờ quạng để tìm về quá khứ làm gì, đúng không? Thì chị hy vọng là vì cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã định vị nó là người yêu cũ. Và thật sự câu chuyện của em đã rất là giá trị. Bởi vì sao biết không? Bởi vì nhiều bạn bị lắm. Nhiều bạn bị, nhưng mà trong cái lúc mà mình hoang mang, mình trông trên ở hiện tại, mình không biết vấn đề là cái gì, chúng ta dễ bị xa lại, bắt đầu lại nhớ về người yêu cũ, rồi lại có những cái điều là quên đi thực tại cần phải xây đắp cái gì, rồi lại quên mất rằng là người yêu cũ người ta cũng đang có cuộc đời riêng tư của người ta. Cảm ơn em với câu chuyện của mình. Và cũng hy vọng khán giả với câu chuyện này, thì đặc biệt là những bạn trẻ, những bà mẹ trẻ, chúng ta hoài vọng về thanh xuân, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là bản chất vấn đề mà chúng ta đang gặp là gì, để mình không có bị lôi kéo quá nhiều về quá khứ, rồi lại nảy sinh ra những cái mong muốn mà nó làm cho cái hiện tại của các bạn nó trở nên rối ren hơn. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau với Ai Cũng Có Chuyện, để có thể biết được rằng là chuyện của ai và chuyện đó như thế nào, quý vị nhé. Dạ em là tên là Lê Đình Mừng ạ. Ở quê quán ở thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Quế Châu, tỉnh Hưng Yên. Và công việc của em hiện tại đang làm công ty may ạ. Là anh làm ở ngoài Hưng Yên luôn? Vâng, em làm gần nhà luôn ạ. À, vậy nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh anh có vào được không? Vâng. Là có sắp xếp vào được không anh? Em có chị ạ. Ừ, rồi anh Mừng, anh sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1991 ạ. Anh sinh năm 91 rồi. Ok, anh Mừng chia sẻ về bản thân một xíu đi, những cái điểm mạnh, điểm yếu cũng như là tình trường của mình ha. Nói chung là điểm mạnh của em là hài hòa, vui vẻ chị ạ. Ừ. Còn đâu điểm yếu của em là chỉ có hút thuốc rồi chị. Ừ. Rồi, còn gì nữa nè? Mình trước giờ mình đã từng lập gia đình hay trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em là bố đơn thân. À, bố đơn thân. Vậy thì mình chia sẻ về cái hoàn cảnh của mình một xíu đi. Về gì cơ chị? Mình chia sẻ về cái hoàn cảnh bố đơn thân của mình như thế nào ha? Okay. À, hoàn cảnh bây giờ hiện tại là em, bố mẹ em mất hết ạ. Còn bây giờ chỉ có bố, chỉ có em với cả một bé bé trai 12 tuổi. Có một bé trai 12 tuổi. Vâng. Là mình kết hôn năm nào, ở với nhau bao lâu? Em kết hôn năm 2010 và ly hôn là 2013. Ly hôn 2013. Rồi lý do vì sao mình ly hôn mình cứ chia sẻ đi nha. Dạ, ngày ý là thật sự là tính của hai vợ chồng em là vẫn còn trẻ con ấy. Vẫn chưa suy nghĩ được trưởng thành chị ạ. Rồi cứ chia sẻ tiếp đi em. Vâng, bọn em kiểu suy nghĩ chưa chín chắn ấy. Dẫn đến kiểu mỗi người không nhường nhịn nhau ấy, thì dẫn đến ly hôn ấy. Nhưng mà mình cảm thấy có lỗi gì với vợ mình không hay như thế nào? Em thì thật sự là lỗi do cả hai chị ạ. Chứ không phải là do một bên em là chính đâu.
Mà đỉnh điểm cãi nhau về chuyện gì? Kinh tế, chuyện ghen, lăng nhăng hay như thế nào? Nói chung là về chuyện ghen thôi chị. À, ly hôn là vì ghen, là vợ em có người khác hay như thế nào? Vợ em là ngày trước là kiểu hay nhắn tin giấu em ấy, thì em nói nhưng mà kiểu toàn giấu đi thôi chị. Rồi ly hôn rồi thì là một mình em nuôi con từ đó tới giờ. Vâng, là em nuôi cu nhà em từ lúc 8 tháng tuổi chị, đến hiện Nuôi tại con đến từ bây giờ. rồi, ok. Bây giờ mình mong muốn mẫu người như thế nào ha? Em thì thật sự là cũng dễ chị ạ. Em chỉ cần cao 1m50 trở lên thôi. Tính thì tính tình thì hài hòa, vui vẻ chị ạ, hòa đồng. Khuôn mặt thì hơi dễ nhìn một chút thôi chị ạ. Rồi, còn gì nữa không? Về tuổi tác vùng miền thì sao? Tuổi tác vùng miền thì thật sự em mong muốn ở trong miền Bắc. Ở trong miền Bắc thôi. Rồi, đã ly hôn cùng hoàn cảnh là vẫn được ha. Vâng. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, nếu mà ấy thì em nghĩ là em chỉ như thế thôi. Nhưng mà rồi mình chắc chắn mình sắp xếp vào được Sài Gòn đúng không? Vâng. Nó có lô hàng em mà lô hàng chưa? Rồi ok, nếu mà có người phù hợp cũng ở trong khu vực miền Bắc thì chương trình sẽ thông báo lại cho mình biết để mình sắp xếp tham gia ha. Vâng. Rồi ok, cảm ơn mừng. Vâng, em cảm ơn chương trình với chị nha, anh chị nhá. Anh à, anh ơi, nhờ anh giới thiệu sơ lược về bản thân của mình trước nha. Họ tên của anh nè, rồi công việc cũng như là nơi ở hiện tại của anh á. Nhưng mà anh nè. Anh tên là Lê Văn Sơn đó. Sinh năm Lê Văn 1992. Sơn ha anh. Lê Văn Sơn. Dạ rồi. Sinh năm 1992. Dạ. Quê Nghệ An mà làm việc tại Sài Gòn. Công việc của mình là gì anh? Công việc thì chạy ba bánh kiểu phải luật sư cho nghe. Hiện tại mình ở Sài Gòn là có người thân ở cùng không anh hay là anh ở một mình anh? Mình Đang ở một mình rồi. Dưới ngoài ở ngoài Nghệ An là còn người thân đang ở không anh hay là gia đình mình di chuyển vô Sài Gòn hết rồi? có bố mẹ ở ngoài, Mình là gia đình mình là có mấy anh chị em anh? gia đình thì có bốn anh chị em, mẹ thứ ba. Rồi anh chị em là cũng đang ở ngoài quê hết hay là có vô Sài Gòn không anh? Có một anh chị thì đi nước ngoài rồi, có một anh ở ngoài quê. Còn một anh ở quê hả anh? Mình là con thứ ba anh. Dạ rồi, rồi nhờ anh giới thiệu thêm về ưu điểm nhược điểm của mình giúp em nha. Thì anh thì tính anh dễ dàng, không có khó khăn gì Tình cảm rồi vui tính không hút thuốc hả anh? cả. Anh dễ lắm, anh thấy đó là gì? Mình nói to rõ lên giùm em nha, em đang không có nghe rõ anh nói gì á. Giới Ý thiệu lại ưu điểm nhược điểm giùm em nha. là tùy tính cách thì anh thì dễ lắm. Dạ. Ý là tính cách anh dễ lắm. Rồi rồi, vậy mới nghe rõ, nãy em nghe hơi nhỏ. Rồi, có nấu ăn được không anh? Dạ. Biết nấu ăn không anh? Có. Rồi, có hút thuốc rượu bia không ạ? Có hút thuốc nhưng mà dạ, đưa anh hút Có hút thuốc nhưng mà ít rượu bia đúng không? thuốc. Rồi, nhược điểm của mình là gì ạ? Dạ. Thì anh tính anh thì cứ đi chơi vui vẻ thoải mái thôi, còn anh cứ đâu thì anh cứ thông thoáng vui vẻ thoải mái. Không có nghe rõ anh ơi, anh đang nói em khó nghe lắm luôn á. Ý là anh nói là tính anh đi đâu thì cứ vui vẻ thoải mái á. Nhưng mà em đang hỏi cái nhược điểm của mình á. Những điểm là gì anh không Có chưa nóng hiểu. tính không? Có nóng tính không? À, Rồi không 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 cái đó thì không. có cờ bạc rượu chè gì không nè? À cái đó thì ví dụ bài bạc thì ở Tết thì anh em về lâu lâu đánh chiếu vui tôi còn à, không đấy. Còn rượu chè thì anh lâu lâu về quê chơi với bạn thì lâu lâu anh uống một xíu về không ngủ thôi, anh không nhẹ nhẹ gì đâu. Đấy. Có nóng tính không anh? Không tính là dễ nữa. Có hay quên không mà? Dạ. Có hay quên không? Không tính là nhớ cái gì nhớ lại còn không quên đâu. Bình thường mình có ít nói không anh? Thế Thì có ngại giao tiếp với người lạ không? anh người lạ thì mình nói chuyện thoải mái, nhưng mà ý là mình nói chuyện một thời gian thì quen tới còn nói chuyện thoải mái thôi. Vậy mình nào không có nhược điểm gì hết hả? Dạ. Mình cảm thấy là mình không có nhược điểm gì luôn. Dạ. Rồi.
Rồi chia sẻ thêm về cái tình trường của mình giùm em nha, là trước giờ là mấy mối tình rồi, và cái mối tình mà sâu sắc nhất của anh á là kéo dài trong bao lâu, rồi sao mà anh với lại cái bạn nữ đó không có tiến tới hôn nhân được á? Thì anh cũng được mà hai mối tình những lúc ở quê ấy, thì khi đó đang ít tuổi ấy, thì cũng hai mối tình, nhưng mà một mối tình được lâu nhất thì được 4 hay 5 năm gì đấy. Thì sau sau rồi người đó đi Hà Nội về thì anh dắt đi chơi cho với đi hát với cùng bạn bè một bữa đấy, sau về chia tay cũng không nói gì với anh luôn. Thế là bạn nó đã chia tay anh là do là thích một cái bạn nam khác hay là Đúng, thích có chia là sẻ gì không? không chia sẻ gì luôn, không nói gì luôn mà tiếp tục bỏ nó khác. Xong mấy tháng sau anh đi vào Sài Gòn thì nghe nói ở nhà lấy chồng. Ừ, nói chung là quen có mối tình nó quen cũng được 4 5 năm rồi, có dắt về quê chơi rồi, nhưng mà sau đó là bạn nữ im lặng chia tay là do thích người khác, rồi sau mấy tháng là nghe là cái người đó tiến tới hôn nhân với người khác luôn rồi, Đúng đúng không anh? đúng đúng Ừ rồi, ừ sau đó là có tìm hiểu thêm ai nữa không anh? không được tìm hiểu ai, quen thì quen nhưng mà không được yêu, được không yêu, quen thì quen nhưng mà không yêu được người đó. Vâng ạ. Dỡ ảo ra hả em? Vâng ạ. Rồi anh cứ nói đi, em cứ hỏi đi, anh trả lời. Ừ. Rồi sao là có tìm hiểu thêm bạn nữ nào nữa không anh? Có được tìm hiểu nhưng mà yêu một thời gian, cũng quen nhau một thời gian tự nhiên chia tay à. Quen nhau một thời gian tự nhiên chia tay. Alo. Anh nghe này, Rồi. Sau đó là mình có tìm hiểu thêm ai nữa không ạ? ý là anh tìm vẫn tìm hiểu nhưng mà ý là tìm hiểu một thời gian thì họ tự nhiên họ chia tay Ý là người ta không chia sẻ lý do là sao người ta chia tay anh? Nhưng mà trong á. quá trình mà quen nhau tìm hiểu như là có bao giờ cãi lộn hay là Không bạn nữ có cái chia sẻ là không thích cái tính gì của anh không? không anh quen nhau với bạn nữ thích gì thì anh nói anh vô cho đó, anh không thích gì thì anh nói anh kiếm tiền anh mua cho, anh vẫn đi làm anh kiếm tiền anh mua cho mà đấy. Nhưng mà tại sao người ta tự nhiên cái người ta chia tay mình? Cái đó thì anh không hiểu luôn, người ta không nói chỉ với anh đơn mà Làm mà là tìm hiểu mấy người như vậy anh? còn hai người á. Tìm hiểu 2 người luôn mà xong mà cái 2 người đó cũng tự nhiên bạn chia tay luôn. Mà anh có bao giờ anh hỏi người ta là lý do tại sao mà người ta chia tay anh không? Hỏi nhưng mà người ta không có nói. Ủa nhưng mà một ý là một người 2 người thì có thể là do cái tính người ta, nhưng mà em thấy đây anh chia sẻ là anh quen 3 người luôn á, mà người nào cũng là Rồi. im lặng chia tay hết vậy. Rồi toàn chia tay vậy nhưng mà toàn chia tay không có lý do, toàn chia tay là cứ nó không hỏi, nó là không bị gì đâu đó. Rồi giờ anh tham gia chương trình thì anh muốn tìm bạn nữ như thế nào anh? Thì anh cũng muốn như bạn nữ đó, ví dụ cùng nhau, ví dụ cùng nhau chia sẻ sống với nhau nhau thôi, ví dụ mình có làm ra thì ví dụ mình làm ra đồng tiền nhiều thì được đồng hạnh phúc bên ngoài, đồng tiền ít thì được đồng cùng nhau san sẻ với nhau đấy. Rồi sau này nếu mà trong tương lai thì anh có định hướng là về Nghệ An không anh? Dạ Trong tương lai anh có định hướng là anh về Nghệ An không? có chứ, Là dự kiến là khoảng bao lâu nữa? thì khi nào lúc có vợ thì mình về quê đấy. Ví dụ như mà bạn nữ giờ người ta em thấy anh để là ví dụ như giờ bạn nữ người ta đang ở gần anh đi, người ta anh đang ở ở quận 11 đúng không? Thì bạn nữ đó người ta cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà sao á bạn nữ nó muốn ở đây để lập nghiệp để sinh sống luôn á, thì Thì lập không biết anh nghiệp thấy như thế nào? thì lập nghiệp ở đây sinh sống có tiền bạc cái đồ nhà, nếu mà nhà tôi cũng hơi mệt Nếu mà bây giờ muốn tiến tới hôn nhân liền là mình đã có chuẩn bị gì chưa anh? thì cũng phải chuẩn bị, cũng phải có cũng nói chung chưa có gì cả, nhà chưa có gì, hay là đi làm nơi
Ở dưới quê là đã có nhà riêng rồi hả anh? Không, ở dưới quê chưa có đất thì bố mẹ nó có, bố mẹ cho nó thì cũng cứ còn. Thì bây giờ là anh là sinh năm, anh là bây giờ chính sinh mình sinh năm thứ hai này, thấy cũng có thủ, cũng gọi là trưởng thành rồi đó, thì khi nào dự định trong tương lai là khi nào anh sẽ kết hôn anh? Thì kết hôn, thích kết hôn khi nào cũng được mà. Nhưng mà bây giờ anh đã có cái gì để anh chuẩn bị để kết hôn chưa? Thì cũng có, chưa có gì cả đó. Như là bố mẹ cho một ít rồi nhé. Ừ. Của bạn bè cũng đi vàng cho bạn bè cũng có hồi quê ấy. Cũng đi vàng cho bạn bè cũng có mấy tuổi. Nhưng mà dự định trong tương lai là anh có tính là mình sẽ phát triển, thế là nếu như mà mình không làm cái công việc này nữa thì anh có dự định trong tương lai mình làm cái việc gì khác chưa? Chỉ còn chăn nuôi hoặc là buôn bán. Mà trong tương lai là bạn nữ phải mong muốn là bạn nữ có thể theo anh về Nghệ An được đúng không? Nói chung về của anh thoải mái. Nhưng mà giờ phải có cái gì đó thì ta mới đi theo mình được chứ. Đó. Thì nói là làm được đó rồi, về của anh thì về của anh thoải mái. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi hôm nay là cái buổi phỏng vấn sơ lần trước thôi á. Thì nếu như mà có người phù hợp đó. Em ha, họ và tên, tuổi tác, quê quán vùng miền nè. Dạ, xin tự giới thiệu, mình tên là Lưu Văn Viên. Sinh ngày 12 tháng 11 năm 1989, mình năm nay 35 tuổi rồi. Hiện mình đang kinh doanh tự do tại đường Liên Khu 45, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân. Mình kinh doanh gì anh? Kinh doanh mảng ngành thời trang á, quần áo á bạn. Là mình tự mở shop luôn hả? Dạ, tự mở shop online á. Mở shop online. Là thu nhập. Ủa là mình bán thời trang là nam nữ hay là cái gì ạ? Mình chuyên về nữ không à? Chuyên về nữ, ngày xưa là mình làm offline nhưng mà bữa nay mình chuyển qua online rồi. Ngày xưa thì trước khi thời Covid thì nó offline thì nó ok, nhưng mà sau Covid là bắt đầu giờ chuyển qua online hết rồi. Chuyển không kể. Rồi. Bên bạn còn nghe được không? Rồi em nghe được. Quê quán mình ở đâu anh? Nguyên quán thì ở ngoài Duy Xuyên, Duy Trinh, Quảng Nam, và địa chỉ thường trú thì ở Sùng Nhân, Lức Linh, Bình Thuận á. Và hiện tại thì mình đây đi kinh tế mới vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp cũng hơn 10 năm rồi. Là dạ, anh ở với ai? Hiện tại thì ở với lại ba mẹ. Rồi, là mình có nhà cửa trong đây luôn rồi đúng không anh? Là có nhà cửa trong đây luôn rồi. Rồi anh nói xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh thì tư tưởng lập trường vững mạnh. Mình thì cũng là bộ đội xuất ngũ thôi. Mình cũng là mười mấy năm tu đảng rồi. Hiện tại kinh doanh tự do và làm công tác bên phường nữa đó. Anh làm công tác gì bên phường? Mình làm bên bên y tế cộng đồng, rồi bên khu phố, các cái nó nhiều lắm. Làm cũng nhiều tay nhiều chân. Rồi mình thì tự đợi đợi chút xíu. Mình thì là làm thì tư tưởng cái chính trị thì vững vàng, mình làm thì có nhiều cái sáng kiến trong công nghệ sự nghiệp thì luôn đẩy mới và đổi mới, luôn mình cập nhật những cái gọi là cái hot trend và cũng như là cái đi theo công nghệ đó, mình sàng lọc ra, mình học hỏi để mình nâng cao kiến thức bản thân và lĩnh hội những ý kiến bên ngoài ấy, để mình làm cho nó tròn trịa bản thân mình để cho phù hợp với thời đại công nghệ hơn. Thì hiện tại là thu nhập hàng tháng của anh là khoảng dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Tầm khoảng thì tầm vài chục có 100. Là kinh doanh thời trang này là mình lấy đồ về mình kinh doanh trên các sàn thương mại ha anh? Đúng rồi em. Kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Là có ai phụ giúp anh không? Hay là bên nhà thì có mấy bạn nhân viên thì tới làm á. Rồi, điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu hả? Điểm yếu thì mình cũng còn nhút nhát trong đôi lúc thì mình cũng không phải gọi là nhút nhát, mà do cái cơ bản cái môi trường làm việc mình nó bị hạn chế với lại nhiều người á, online nhiều á, nên mình cũng ít khi mà mình giao tiếp được với lại các bạn nữ để mình quen á,
nên cũng muốn thông qua chương trình để mình muốn quen một bạn để mình tiến tới dài hơn các bạn. Rồi ok. Rồi bây giờ anh nói xíu về tình trường của mình đi. Là anh đã lập gia đình chưa hay như thế nào? Về tình trường thì mình là một người đã lập gia đình và hiện tại bây giờ đã có hai bé, nhưng một bé là ở với ba, một bé ở với mẹ. Hai vợ chồng mấy thì ly hôn. Anh? Hai bé. Bé lớn, bé lớn được 10 tuổi, bé nhỏ được 4 tuổi rồi. Là anh bé nhỏ, bé nào ở với anh? Bé lớn ở với anh. Là hai anh trai hết hả hay sao? Hai cô công chúa hết. Hai con gái hết. Dạ. Rồi mình nói về cuộc hôn nhân của mình đi, ở với nhau bao lâu rồi sao mà lại tan vỡ vậy ạ? Ở với nhau cũng thời gian lâu, nhưng mà trong thời gian đó thì hai vợ chồng chưa có nhà có cửa gì hết. Thì trong trúng cái năm Covid thì hai vợ chồng có mở xưởng để làm quần jean á, nhưng mà Covid thì nó hoành hoành cái làm xưởng rồi nhân công mình cũng dẹp đi đó, làm kinh tế nó thất thu, cái hai vợ chồng có nhiều cái mâu thuẫn. Thì cái mâu thuẫn này thì mình không không thể đổ lỗi cho ai được hết. Thì duyên thì nó tới vậy, nó đã hết thì mình chịu. Rồi mình ở vậy thì mình nuôi con tới bây giờ luôn. Rồi là hiện tại là nợ nần là mình xong hết chưa hay sao anh? Nợ nần xong hết rồi em. Nợ nần thì công việc bây giờ đã xong đâu vào đó hết trơn rồi. Thì bây giờ mình bước qua một cái trang mới rồi. Ngày xưa mình làm mình offline thì nó hơi chậm lắm, nhưng mà bữa nay qua công nghệ thì mình làm cơ bản thì nó ổn định hơn rồi. Nó không còn vất vả như xưa nữa. Rồi. Rồi, mình nói nhưng mà thôi rồi anh nói xíu về mẫu người của anh đi, anh mong muốn mẫu người như thế nào sẽ phù hợp thì với anh? Anh chỉ cần một người gọi là hiền lành đàng hoàng. Những người đó thì cho dù họ hiện tại quê quán người ta ở bất kỳ tỉnh thành nào không cần biết, nhưng mà hiện tại người ta họ đang sinh sống làm việc thành phố Hồ Chí Minh hoặc là lân cận á, để khi mà mình mối quan hệ mình đi tới đi lui thì nó dễ hơn. Nhưng mà được cái thì công việc của anh bây giờ nó không gò bó thời gian, anh thì có nhân sự làm rồi, thì ở gần gần hay là ở chỗ nào thì anh cũng thể mình chủ động mình đi tới đi lui thì nó dễ hơn. Ví dụ như chị đó cũng ly hôn đang nuôi con được không anh? Được em, thì mình là cùng người hoàn cảnh với nhau mà, thì mình tới với nhau thì nó dễ hơn. Và rồi, dễ đồng cảm với nhau hơn. Về ngoại hình thì sao? Chị đó cao thấp mập ốm gì nè? Như anh hiện tại là anh cao 1m6 nè, cân nặng thì tầm số 1 dao động số 2 thì cỡ bằng anh, hoặc là dao động cỡ bằng anh hoặc là thấp hơn hoặc là nhỉnh hơn 1-2 phân vẫn được, không sao hết. Ngoại hình thì dễ nhìn vừa vừa là được rồi, chứ không cần phải xuất sắc. Vậy thì chẳng lẽ xung quanh anh không có ai sao mà không ai làm mai làm mối gì cho anh không hay sao mà phải anh phải đến với chương trình? Bởi vì cái sao á, mà khi mà anh tuyển nhân viên vào làm và cũng toàn là ai cũng có bạn trai và bạn trai họ dẫn người yêu đi làm luôn. Và cái môi trường anh thì liên quan tới đồng nghiệp của anh cùng ngành thì những người đã cũng đã lớn tuổi rồi, còn trong cơ quan thì cũng là cô chú hết, cũng khó. Rồi anh có tài lẻ hát hò thể dục thể thao gì không anh? Có chứ, tài lẻ thì anh hát được, anh có nhiều tài lẻ lắm, anh hát rồi anh đàn cũng được, nhưng mà không hay, thổi sáo vẫn được, nhưng mà không hay. Đàn là anh chơi đàn gì? Guitar em. Dạ, rồi anh, thôi em mời anh ca một hai câu ha, để coi lấy tự tin của mình ha, chuẩn bị lên sân khấu ca nha. Ca thì anh sẽ hát là cái bài gì, bài Vì Yêu Mà Đến ngày xưa đúng không? Dạ vì rồi, mời anh. Này em ơi, hãy lắng nghe, tin con tim anh như đang rối bời. Tiếng anh, anh quên mất rồi. Anh dạ quên rồi, cái được rồi, anh như đó được rồi. Rồi, thì là anh còn yêu cầu gì nữa không anh? Thì anh cũng không cần phải yêu cầu như thế nào, thì anh cũng tha thiết anh tới với chương trình, thì cũng mong chương trình tạo cơ hội cho anh để anh gặp một người bạn tâm đầu ý hợp để làm mảnh ghép cuối đời của anh á. Năm nay thì cũng 35 tuổi rồi, anh kinh tế sự nghiệp cũng cơ bản ok, thì anh cũng muốn có một người bạn để sớm tối tắt đèn có nhau. Rồi, thì là chương trình cũng đã ghi nhận hết những cái thông tin của anh rồi ha. Nếu như mà có người phù hợp thì chương trình